Xin kính chào quý khách. Cây hoa mộc lan đã nổi tiếng trên toàn thế giới từ rất lâu bởi vẻ đẹp lãng mạn, kiều diễm và sang trọng, cùng hương thơm nồng nàn, quyến rũ. Chính vì thế, hoa mộc lan cũng đang là loại cây cảnh trưng Tết theo xu hướng thịnh hành và được trông đợi nhất cho mùa Tết năm nay. An Garden là đơn vị được ủy quyền từ Tổng kho sĩ nhập khẩu hoa mộc lan siêu nụ tại Việt Nam, đã được đăng ký độc quyền và là đơn vị đầu tiên nhập khẩu hoa mộc lan với số lượng lớn để cung cấp sỉ, lẻ trên cả nước cho tất cả các đơn vị nhà vườn, đại lý, công trình đô thị, sân vườn và mọi người dân trên cả nước. Nhà vườn chúng tôi chuyên cung cấp hoa mộc lan với đầy đủ các loại kích cỡ, từ cây nhỏ đến cây lớn và đa dạng đủ màu sắc độc đáo, đồng thời nhận giao hàng đến tận nơi cho quý khách trên cả nước. Điểm đặc biệt của cây hoa mộc lan đó chính là cây rụng lá rồi mới ra hoa. Hơn nữa, hoa cực kỳ sai, đến vài trăm bông trên một cây tạo ra một vẻ đẹp vô cùng lãng mạn và thu hút. Giống cây hoa mộc lan nhà vườn chúng tôi cung cấp là giống cây siêu nụ. Khi hoa mộc lan nở thì cành lộc chưa đâm chồi, lá non chưa nhú lên, trên cây hoa chỉ thấy hồng, đỏ, trắng, vàng, một khoảng trời chỉ toàn hoa là hoa. Cánh hoa mộc lan cứng cáp và lâu tàn. Thường hoa mộc lan nở vào chớm mùa xuân, tầm khoảng tháng 11 và kéo dài cho đến hết tháng giêng. Cây phù hợp, dễ trồng trên đa dạng loại thổ nhưỡng và khí hậu tại Việt Nam để có thể nuôi dưỡng và cho hoa lâu dài. Quý khách có bất kỳ nhu cầu nào về hoa mộc lan, vui lòng liên hệ ngay với An Garden để đặt về sớm cho mình những chậu hoa mộc lan rực rỡ vào dịp Tết năm nay.